Sau 2 ngày diễn ra, chiều nay kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã kết thúc. Theo đánh giá của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, toàn tỉnh có hơn 24.000 thí sinh dự thi, trong tổng số hơn 25.300 thí sinh, vắng hơn 1.000 thí sinh. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn tại 40 hội đồng thi đặt tại 10 huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh, trừ huyện Cẩm Mỹ không có hội đồng thi. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh cho biết, ngay sau buổi thi chiều nay, tất cả bài thi sẽ được vận chuyển về hội đồng chấm thi để tiến hành rọc phách, chuẩn bị cho công tác chấm thi bắt đầu diễn ra từ ngày 5 tháng 6 năm 2023. Dự kiến Sở Giáo dục Đào tạo sẽ hoàn tất và công bố điểm thi vào ngày 14 tháng 6 và sẽ công bố điểm chuẩn vào 21 trường trung học phổ thông công lập chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 tới.